lên con nữa hả? Khoảng 6, cần 6 con luôn các bạn ơi. Hãy quay liên tục luôn các bạn. Dính liên tục luôn nha các bạn. Ý. Má ơi, mép lành ba. Ờ, dính mép không, nó quậy dữ lắm rồi đó. Ở bên đây dục qua tới bên đây luôn, 2 mét banh mép hết luôn. Vô bánh đó các bạn ơi. Để trước kìa. Anh thấy. Ê. Vậy nhỏ xíu à. Ê bởi vậy tấu nó chụp vụt hết con vậy, anh chụp cái hụt à, cái nó nhảy đó, nhảy cái nó nhảy mạnh đó, kia nó hụt cái nó nhảy mạnh đó. Nó nói gì kìa. Trời ơi, các bạn ơi. Nó nhảy vậy mà còn mạnh thế ghê luôn, còn nó đâu có mệt đâu. Nhảy sáng đêm luôn á. Đây các bạn. Ê, chảy máu luôn. Đó, bự lên lộng qua đó. Ha, chào tất cả các bạn ở nhà nha. Lại tiếp tục thì anh em mình đồng hành đi ha. Cắm câu ếch đó các bạn. Thì xin chào tất cả các bạn ở cả nhà nha. Thì mời tất cả các bạn ở nhà theo chân hai anh em mình đi cắm câu ếch nha các bạn. Giờ cái sáng rồi, hai anh em mình đi gỡ ếch đó các bạn. Thầm ếch các bạn, dính đang còn nữa mọi người. Dính liên tục luôn, chết luôn mọi người. Chết luôn rồi. Dính đang còn nữa các bạn. Đó, anh em mình thì mời tất cả các bạn ở cả nhà theo chân Hải với anh em hai anh em mình nha. Đó, mời tất cả nha, theo chân nha. Thầm ếch nha các bạn. Đó, nghe cái này hàng nó ra dính thêm con nữa các bạn. Trời ơi, năm cần năm con, năm cần năm con luôn trời. Ý, vô con bánh rồi các bạn ơi. Trước nó lạc bụng nó gì chẳng chạy. Ờ tay con thôi, chết luôn rồi nghe. Thôi đụng quá thì cấm gì bất ham gì nó mới gõ đây cần. Ừ rồi các bạn, giờ năm cần năm con luôn các bạn. Đây lử luôn các bạn. Này bị miếng kiến kìa. Kiến nó buông. Năm cần năm con luôn các bạn ơi. Ừ. Rồi. Năm cần năm con các bạn. Ê. Đây con đó nè. Khoảng 6 cần 6 con luôn các bạn ơi. Hãy quay liên tục luôn các bạn. Dính liên tục luôn nha các bạn. Ý. Má ơi, mép lành ba. Ờ, dính mép không, nó quậy dữ lắm rồi đó. Ở bên đây dục qua tới bên đây luôn. 2 mét banh mép hết luôn. Vô bánh đó các bạn ơi. Để trước kìa. Anh thấy. Ê. Vậy nhỏ xíu à. Ê bởi vậy tấu nó chụp vụt hết con vậy, anh chụp cái hụt à, cái nó nhảy đó, nhảy cái nó nhảy mạnh đó, kia nó hụt cái nó nhảy mạnh đó. Nó nói gì kìa. Trời ơi, các bạn ơi. Nó nhảy vô mà còn mạnh thế ghê luôn, cường nó đâu có mệt đâu. Nhảy sáng đêm luôn á. Đây các bạn. Ý, chảy máu luôn. Đó. Vô bánh nè các bạn ơi. Ghê cậu, chảy máu gì? Cái gì? Cứng nghỉ. Xong đầu tay dữ à. Ý. Đây nè, chết queo rồi. Ý bị chết đó. Chết rồi các bạn. Ít chưa mà chết các bạn. Ít là bị kiến chích đó các bạn. Không biết sao chết queo luôn. Nãy dính vô bao, dính vô bao tử chuột. Rồi vàng dính liên tục luôn các bạn. Ê, trời ơi. Trời ơi. Kìa các bạn ơi. Ôi chứ tụi con bự quỷ các bạn ơi. Rồi này, rồi đây nè, đó. Đó, vô rồi các bạn ơi. Đó, vô rồi. Vô rồi các bạn ơi. Rồi cháu mới cắm lại. Ừ. Vô các bạn ơi. Đây cái con nhỏ nó quậy. Nước lửa nó mất ngồi vậy cần. Dính đây con nữa các bạn ơi. Ô dính liên tục luôn nè. Nè nè nè, nhảy nè các bạn. Ồ. Nhảy chứ nè kìa. Ờ. Này nào 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 nào. Má dính. Ok, nhảy lúc đắng kìa. Không không không. Cái này nè, cái này nè. Dính đi con nữa các bạn. Đây nè, dính đây con nữa các bạn ơi. Ù. Dính liên tục luôn, ba cần luôn cần. Đó. Trước nữa kìa. Đó các bạn ơi. Khúc này tao dính liền tiền luôn đó. Nhà khúc này nào ít bự không? Dính con đây các bạn. Đó, gì chiên xù.
xào măng, có xào sả ớt thì ăn thì cái nắp chỉ có biết nhất thôi nha các bạn. Ăn vô là cái nắp nhất lắm nha các bạn. Ăn vô xong là mua thuốc uống vô liền nha các bạn. Mua thuốc uống vô cái nắp liền nha các bạn. Dính được con các bạn ơi. Dính được con. Dính được con nha các bạn. Thì giờ sáng này anh em mình đi thăm tiếp tục các bạn, ngày tối thăm rồi giờ sáng thăm tiếp nha các bạn. Dính lên kia con bự các bạn. Dính lên con ơi. Dính lên con bự các bạn ơi. Dính được con bự nè. Thiêu nó lè cái lử luôn. Nè, bự con bự các bạn. Má, dính ớt còn gì hoài. Ừ, vậy nó mới đã thấy không? Dính được con bự các bạn, cứ già luôn các bạn. Trời ơi. Dính này con nó còn ngay, dính này con ơi. Cẩn trọng. Dính này con nữa các bạn ơi. Được con đó các bạn. Má nó khổ quá là dính con dục. Bự bành chành luôn. Ừ. Được con đó các bạn. Thằng này dính ra ra như hoài cũng được. 3 cần 4 cần dính con cũng được. Câu kiếm á. Con bự nha các bạn. Vô. Đi tiếp các bạn. Ờ dính điều điều cho ngon. Ờ. Dính được con các bạn ơi. Dính được con. Dính được con nha các bạn. Thì giờ sáng này anh em mình đi thăm tiếp tục các bạn, ngày tối thăm rồi giờ sáng thăm tiếp nha các bạn. Dính lên kia con bự các bạn. Dính lên coi. Dính lên con bự các bạn ơi. Dính được con bự ra nè. Thiêu nó lè cái lử luôn. Nè, bự con bự các bạn. Má, dính ớt còn gì hoài. Ừ, vậy nó mới đã thấy không? Dính được con bự các bạn, cứ già luôn các bạn. Trời ơi. Dính lên con nó còn ngay, dính lên con ơi. Cẩn trọng. Dính lên con nữa các bạn ơi. Được con nữa các bạn. Má nó khổ quá là dính con dục. Bự bành chành luôn. Ừ. Dính được con nữa các bạn. Thằng này dính ra ra như hoài cũng được. 3 cần 4 cần dính con cũng được. Câu kiếm á. Con bự nha các bạn. Vô. Đi tiếp các bạn. Ờ dính điều điều cho ngon. Ờ. Điều cũng đỡ tí. Ô các bạn ở cả nhà nha. Dính con đó các bạn ơi. Kệ nhảy các bạn, dậm nhảy ra. Đây nè, nhảy nè. Nhảy nè các bạn. Nhảy không? Nhảy hả bự? Mày hết. Dính thôi các bạn. Nói cho được con nữa nha các bạn. Một con. Dũng đỡ tí. Ô các bạn ở cả nhà nha. Dính con đó các bạn ơi. Kệ nhảy các bạn, dậm nhảy ra. Đây nè, nhảy nè. Nhảy nè các bạn. Nhảy không? Nhảy nè. Nhảy hả bự?
mày hết. Đúng rồi bạn. Mới chích được con nữa nha các bạn. Ngọc em. Nè các bạn. Bạn thấy không? Hết rồi. Đó, thì video của Hải đến đây kết thúc nha. Chào tạm biệt trong những video tiếp theo nha các bạn. Đó. Hẹn gặp trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Nếu yêu thương Hải thì nhớ cho Hải một like nha các bạn. Đó. Bye bye. Đón nghe mình đó. Cả nhà nha.